Chào mừng các em đến với tiết học âm nhạc lớp 8. Tiết học hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập thi học kỳ. Nội dung sẽ ôn các bài tập tập nhạc số 1, 2, 3, 4. Cô mời các em cùng nghe lại bài tập tập nhạc số 1 và chúng ta vừa nghe vừa ôn. Chúng ta tiếp tục ôn bài tập tập nhạc số 2, Trở về Sorrento. Các em ôn tiếp bài tập tập nhạc số 3. Trích trong bài hát Hãy hót chú chim nhỏ hay hót, nhạc Ba Lan, đặt lời anh Hoàng.
Chúng ta cùng ôn lại bài tập tụng nhạc số 4. Học của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em ôn lại 4 bài hát của tuần trước đã học, và hôm nay chúng ta học thêm 4 bài tập đọc nhạc. Cô chào tất cả và hẹn gặp lại các em ở tiết sau.